thăm câu sáng thôi. Hồi tối về được mấy kỳ cá lăng? Kỳ ba lắm. Cũng ít thôi. Cá thì đó đó. Cá lăng. Một chú. Con đầu tiên trong buổi sáng. Một con mồi luôn. Ở dưới á, kênh này dưới dựng cho kênh này. Kênh này có. Cả. Cả trắng luôn. Cả trắng luôn hả? Ừ. Trắng như thế. Trắng vùng đại. Tối hả? Mặt mèo ghê quá. Còn có lắng thì có ăn tổng. Đồ máng, cà rau máng. Vô mà chỉ đó. Mè lóc. Cả mặt mèo. Ngựa ghê, hôm qua đi xuống cũng nó ngựa quá trời luôn. Mua cá trắng rồi, với thầy ba bốn con cá trắng rồi đó. Đi qua đây được không? Đây. Còn to to không đây? Ừ. Còn đều đều đều, cầm 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 lên rồi. Trắng đều 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 cũng khá chứ. Nhỏ cá lăng cả nhà. Cái chỗ này gần cái chòi của người ta 9 cá mít thôi. Cá trắng nó dính câu nó kéo ghê không cả nhà. Mình lắm luôn đó. To không chứ. Cá trắng nó dính câu. Bự 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 không à. To luôn. Sáng này dính cá trắng nữa nè cả nha. Ui, 5-6 con cá trắng rồi. Mọc ở ngoài á. Mọc ngoài luôn. Đại. Trắng bư 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 không á. Cá lăng cả nhà ơi. À, không có thể. Đừng cái chỗ nó còn tính nè. Không cái tay kẹo hẳn có thể. Nặng như quỷ. Nói khả hẳn. Đừng có tặng phà quá. Lại là cá lăng nữa cả nhà ơi. Khá chưa? Đó, cá lăng là khoái à. Cá lăng nó có giá hơn mấy cá khác. Dễ. Dễ bán nữa. Nó bỏ mối. Ê da. Cá trắng là thôi rồi á. Hay gì kẹo kênh đà cái luôn á. Coi này.
Nè nè. Bể nó có cả bể nữa. Bao cá sáng nay cả nhà ơi. Sáng nay còn cá trắng không ạ? Trắng bự bự không ạ cả nhà? Còn mấy con cá lăng à? Bộ con cá lăng nữa hả? Ừ. Ồ, to chứ. Ồ, sáng nay móm rồi. Cá trắng toàn to không? Sáng nay được nhiêu đây cả nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Tiện tay cho em xin nút đăng ký kênh luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video sau. Tại hồi đêm đi thăm hết rồi á. Chủ yếu là mình thăm cái giấc 7 giờ nó nhiều. Em chia thành hai tập tại video nó dài quá. Chia là tập đêm, tập sáng. Rồi chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.